Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... The sun... Hello xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Cuộc Sống Miền Tây của Lâm ha. Thì vì dịch Corona á, cho nên là những cái buổi triển lãm xe hơi hoặc là những cái buổi mà hội chợ hoặc là những cái buổi họp hành đều bị dời lại hết, đều bị cancel hết. Cho nên là họ đã quyết định chuyển sang khui họp hoặc là chuyển sang giới thiệu sản phẩm mới của mình bằng cách bán hàng online, bằng cách giới thiệu ở trên YouTube hoặc là những cái trang chủ của họ. Nói chung để điển hình như là hãng Toyota đã cho ra mắt một cái dòng nước hoa, một cái dòng mà xe mới, và họ cũng đáng lẽ là nó sẽ xuất hiện ở trong một cái buổi triển lãm Motor Show, nhưng mà vì dịch Corona cho nên nó bị cancel lại, và nó đã được giới thiệu online, và bây giờ học hành cũng online, giới thiệu sản phẩm cũng online, mua hàng cũng online, tất cả đều là online hết ha. Giống như là Lâm đã nhớ được một cái lời nói của ông tỷ phú rồi đó, hay quên mất rồi, thì ông nói là nếu mà bạn không bán hàng online trong 10 năm nữa thì bạn sẽ không bán gì ha. Thì ngày hôm nay Lâm xin trở lại với các bạn một mẫu nước hoa mà có lẽ rất là hiếm khi nào mà mình search ở trên Google hoặc mình search ở trên YouTube á, thì sẽ có cái dòng sản phẩm này. Lâm nói điển hình giống như là một số dòng sản phẩm mới vừa mới ra mắt á, thì những cái trang mà review bằng giấy mực đó thì nó sẽ dễ tìm kiếm lắm, bởi vì họ chỉ có những sản phẩm hình ảnh ở trên Google và download về, và họ sẽ ghi ra những cái thành phần, những cái nốt hương, và tất cả những cái đó đối với Lâm Mình Shop thì hoàn toàn không có thuyết phục, bởi vì mình nghĩ là cái gì thì cái, thành phần gì thì thành phần, chúng ta phải trên tay và chúng ta phải thực tế sao sát với những cái gì mà là thực tế nhất thì nó mới là cái đánh giá mới là khách quan mà chủ quan ha các bạn. Và hôm nay Lâm xin giới thiệu của các bạn đó chính là dòng Dior Home Intense phiên bản 2020. Đây là cái hoạt trên tay của mình á, Dior Homes Intense phiên bản 2020. Nó có khác biệt một chút xíu bởi vì cái thiết kế của nó sẽ lạ hơn, và Lâm mong chờ và rất là háo hức để xem cái nốt hương của nó có là đột phá hơn hay không, hay mà bao nhiêu người đã đổ xô và bao nhiêu cái thế hệ đã chọn cái dòng Dior Homes phiên bản Intense này để mà sử dụng, và những cái tín đồ nước hoa trên thế giới đang rất là sôi sục để mà chờ cái mẫu nước hoa này ra hay các bạn. Và nhanh chóng ở đây thì Lâm cũng sẽ khui họp cái mẫu full box này cho các bạn xem ha, để cho các bạn có một cái nhìn chủ quan về cái sản phẩm mình. Và đây là cái dòng full box các bạn, vẫn còn tem của Christian Dior ha, được sản xuất tại Pháp, và 100ml nha các bạn. Thiết kế thì Lâm nghĩ là nó sẽ không có khác biệt quá so với cái kiểu chai cũ. Nó vẫn còn là cái kiểu đó, vẫn là một cái nắp trụ chính giữa, và phiên ở dưới đây có chữ Dior Homes Intense. Và mình nghĩ là nó sẽ Lâm nghĩ trong đầu thì nó sẽ không có quá khác biệt so với cái dòng cũ truyền thống mà bao, bởi vì chẳng có lý do gì cần phải phải thay đổi hết, bởi vì nó đã quá thành công và nó quá tốt, và chúng ta cứ tiếp tục và như vậy, và cứ tiếp tục sản xuất như vậy thôi. Lâm nhớ có một số bạn đã comment và hỏi mình thì dòng này đã có hàng chưa, thì hiện tại trên thị trường rất là hiếm khi ai mà có, và Lâm Mình Shop đã nhanh chóng có trên tay phiên bản 2020 để trên tay và giới thiệu với tất cả các bạn ha. Nếu bạn có muốn nhu cầu về sản phẩm này thì hãy liên mình với hotline mình để mình lên bên dưới ha các bạn. Người ta sẽ dễ dàng nói đây là Valentino Uomo. Nếu mà một bạn nào đó đã sử dụng Valentino Uomo á, thì chắc chắn sẽ thích cái sản phẩm này. Làm nghĩ là cái sản phẩm này nó là có một cái độ ngọt nhất định, một cái độ ngọt nhất định các bạn. Nhưng mà cái ngọt của nó không có làm chúng ta cảm thấy ngao ngán như là những cái dòng nước hoa nữ, mà nó một cái độ ngọt một chút xíu, béo một chút xíu, mà được nhấn mạnh là có cái tính chất là amber và gỗ trong nó nữa, cho nên là cái độ sang trọng của nó hoàn toàn thuyết phục mình. Và ước gì á, mà cái mẫu Dior Home này á, mà có luôn cả phiên bản parfum á, thì nhất định Lâm cũng sẽ trên tay và giới thiệu các bạn.
thì nghe phong phanh đã có hàng rồi, nhưng mà Lâm mình sắp vẫn chưa có dịp để trên tay để mà giới thiệu với các bạn, thì Lâm sẽ cố gắng và tranh thủ hết mức nếu mà có sản phẩm đó thì Lâm cũng sẽ trên tay giới thiệu các bạn. Thì nói về cảm nhận đầu tiên của mình về khi mà sử dụng cái mẫu này á, thì nếu mà bạn là một người tín đồ của Valentino Umo hoặc là Valentino Umo Intense á, thì các bạn sẽ có một cái cảm nhận nhanh như thế này là sao mà lại giống Valentino Umo vậy. Thì các bạn khoan hãy nói vội như vậy, mà phải nói ngược lại là Valentino Umo bắt chước mẫu này. Mẫu này là sẽ có sớm hơn và có trước hơn nha các bạn. Một chút xíu ngọt, một chút xíu béo, pha lẫn gỗ, pha lẫn một chút mùi vị của chocolate trong chấm, Lâm nghe được cái mùi chocolate trong đó, với lại da thuộc nữa. Da thuộc giống như là một cái người đàn ông rất là lịch lãm bước ra từ một cái phòng sang trọng như đó. Nó kiểu giống như là rất là đẹp, rất là sang, và một cái mùi dễ nịnh mũi, một cái mùi mà khi mà chúng ta vừa mới ngửi á, thì chúng ta sẽ cảm thấy là thích liền như đó các bạn. Cực kỳ là với lại khi một cái mốc nước nút hương đậu á, nó sẽ không cay, nó sẽ không có một chút gì là cay, một chút gì đó là ngấy hết. Nó làm cho chúng ta cảm giác dễ chịu, ngọt ngào và sang trọng ngay lập tức khi mà chúng ta vừa mới ngửi qua dòng nước hoa này. Ở những cái nốt đầu tiên nó sẽ du dương và đưa các bạn vào một cái buổi tiệc tùng rất là sang trọng và đầy lãng mạn ha các bạn. Một người đàn ông chuẩn chạc, chuẩn men và đặc biệt là nhà giàu. Tiếp đến nốt hương giữa, sau khi mà đâu đó khoảng 45 phút sau á, thì cái nốt hương giữa của nó là một cái nốt hương dịu nhẹ nhưng mà vẫn mang đầy cái tính gia thuộc ở trong đó, cực kỳ là sang trọng. Mà có lẽ là nếu mà một bạn nào đó đã sử dụng qua cái dòng mà Versace Oud Snot thì các bạn sẽ nhận thấy cái điểm mà Dior Homme Intense này muốn nhấn mạnh với các bạn, đó chính là một cái sự tinh tế ở bên trong. Nếu mà bạn là một cái tín đồ của Valentino Umo hoặc là các bạn là một tín đồ của Dior Sauvage, một cái hình tượng đã được dựng lên trước đó, thì Dior Sauvage nghiêng về giới trẻ hơn, thì Dior Homme Intense lại nghiêng về những người chuẩn chạc hơn, những người nghiêm túc hơn, làm văn phòng và đặc biệt là trầm tĩnh hơn ha. Thì cái độ tuổi Lâm nghĩ là các bạn sử dụng cái mẫu này thì nó còn hoàn toàn phụ thuộc vào cái cá tính và cái tính cách của các bạn nữa. Nếu mà theo bản thân mình, chủ quan của mình, thì Lâm nghĩ là cỡ 25 đổ lên là đã sử dụng hợp lý rồi. Và đặc biệt là nếu các bạn làm sếp, làm tổng thì sử dụng cái mẫu này là cực kỳ là thuyết phục và rất là đỉnh đạt luôn đó. Và cuối cùng là cái lớp hương cuối cùng của nó. Lớp hương cuối cùng của nó cũng rất là thuyết phục mình, bởi vì cái độ lưu hương của nó dai dẳng và cực kỳ là làm cho mình cảm thấy rất là thích và sử dụng nó kêu bằng phải nói là kinh tế luôn. Bởi vì chúng ta chỉ cần đâu đó khoảng 3 đến 4 shot thôi thì nó đã lưu hương khoảng từ 5 tiếng đổ lên rồi các bạn. Mà đặc biệt là khi mà xịt lên áo vải á, thì nó cứ quanh quẩn ở xung quanh đây, nó cứ quanh quẩn xung quanh đây giống như là nó tạo ra một cái bong bóng xung quanh chúng ta vậy đó. Thì từ từ nó sẽ thu hẹp dần và hoàn toàn biến mất. Thì dòng Dior Homme Intense là cực kỳ là tốt luôn. Nếu mà các bạn đã một tín đồ của nước hoa, đã muốn sưu tập nước hoa, thì đây là một trong những cái dòng nước hoa mà cần nằm trong bộ sưu tập của các bạn, đặc biệt là các bạn nam và các bạn nữ á, mà cá tính mạnh hoặc là muốn tìm một cái chai nước hoa để tặng cho bạn trai mình trong những cái dịp mà birthday hoặc là những cái dịp mà celebration, những cái ngày mà họ đã hẹn hò với nhau á, kỷ niệm gì đó, thì đây là một trong những cái dòng nước hoa bảo đảm các bạn là anh ta sẽ chết mê chết mệt các bạn. Và để tham khảo về giá thì các bạn đừng quên gọi vào mình qua hotline 0939010432 để bên dưới, và các bạn hãy truy cập Instagram cũng giống như là Zalo để mà xem thêm những sản phẩm mà Lâm update, và đặc biệt là Lâm cũng là những cái hình ảnh của Lâm chụp thực tế nhất ha các bạn. Và ngày hôm nay là ngày 5 tây của tháng 3 năm 2020, Lâm mình shop hân hạnh cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Các bạn đừng quên bấm nút like và subscribe để ủng hộ mình nha. Trong tương lai Lâm sẽ tiếp tục bóc họp với thiệu các bạn. Thì ngày hôm nay Lâm sẽ quay cho các bạn xem những cái dòng nước hoa mà ngày hôm nay Lâm ra khách sĩ của mình. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along?